Trong clip, người đàn ông đi chậm rãi tới bên chiếc taxi trắng. Điều đáng sợ là đằng sau người đàn ông này là một bóng đen cũng đi theo. Hình dáng của bóng đen này giống hệt một cô gái trẻ. Ma nữ mặc một bộ quần áo dài màu đen di chuyển như một làn gió. Khi chiếc cửa xe hơi đóng lại, ma nữ cũng đã ở trong xe của người đàn ông. Chiếc taxi rời đi một cách bình thường. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là hiện tượng siêu nhiên và ma nữ hoàn toàn có thật trong thực tại. Tuy nhiên, một số độc giả có óc hài hước chỉ nghĩ rằng con ma đã mệt và nó muốn đi nhờ một đoạn. Ở Nhật Bản, hiện tượng ma nữ không phải là hiếm. Năm 2011, một tài xế taxi chở khách khẳng định trên xe là một ma nữ. Nơi xảy ra vụ việc này là ở tỉnh Fukushima, nơi thảm họa kép động đất sóng thần diễn ra năm 2011. Sau thảm họa năm 2011, rất nhiều nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy ma. Trận động đất và sóng thần lịch sử đã giết hơn 19.000 người dân Nhật Bản và biến một khu vực rộng lớn ở tỉnh Fukushima trở thành bãi hoang tàn vì nhiễm độc phóng xạ. Ishinomaki, nơi những con sóng thần cao 10 mét ập vào và khiến hơn 3.100 người chết, được cho là xuất hiện nhiều ma nhất. 2.700 người trong số này hiện vẫn mất tích.